Chú uống nước đi chú. Uống nước chút xíu đi rồi làm. Như chiều nay bão phải không con? Là sao chú? Thấy cử chỉ của con thấy nó lạ lạ làm sao? Chú hơi bất ngờ. Dạ. Dạ đâu có gì đâu chú. Thôi chú uống nước đi. Đây để con làm cho, con làm phụ chú nha. Nè chú uống đi. Thôi, có chuyện gì nói cho chú biết, đừng úp úp mở mở nữa. Dạ, đâu có chuyện gì đâu chú. Đừng có giấu nữa, nói đi. Không có chuyện gì đúng không? Vậy chú đi à? Dạ có. Chuyện gì? Chú có thể cho con ứng 1 triệu tiền lương được không chú? Hả? Trời ơi Hân ơi, con mới làm cho chú có mấy ngày à, mà bây giờ con đòi ứng tiền là sao? À, cái kiểu này á, lúc trước làm cho mấy cái quán kia á, con cũng sống bằng cái cách ứng tiền trước đó đúng không? Dạ không có chú. Như vậy chú cho con ứng 500 thôi được không chú? Tại vì con đang rất là cần số tiền này. Con năn nỉ chú giúp giùm con đi chú. Chú, chẳng dừng tìm lối, bầu trời xanh trên cao đang quay về thôi, hạt long lanh cho ngày lên tiếng khôi. Đón xem gạo nếp gạo tẻ lúc 20 giờ thứ hai đến thứ tư, phát lại lúc 11:45 thứ hai đến thứ tư trên kênh HTV2 V Channel.